Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình Trên đường hội nhập của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tại lễ vinh danh top 15 hội đồng lãnh đạo toàn cầu, Oriflame đã tuyên dương những cá nhân xuất sắc có doanh số bán hàng vượt bậc, phát triển lực lượng tư vấn viên độc lập nhanh và bền vững. Trong đó, hai người Việt Nam lần đầu tiên vinh dự có mặt trong top 15 thành viên hội đồng lãnh đạo của tập đoàn Oriflame toàn cầu trong tổng số 65 quốc gia, đó chính là doanh nhân Nguyễn Hải, Châu Hiền. Câu chuyện khởi nghiệp thành công của hai doanh nhân này đã được chia sẻ đến nhiều bạn trẻ. Từ một kỹ sư viễn thông, anh Nguyễn Hải cùng vợ của mình là chị Châu Hiền rẽ theo một bước ngoặt mới, trở thành trưởng nhóm kinh doanh luôn dẫn đầu của Oriflame tại thị trường Việt Nam. Khi bắt đầu với công việc thì các bạn nên nghiêm túc học việc và nghiêm túc làm việc. Thêm nữa, chúng tôi tin chắc là sau 3 tháng mà họ nỗ lực làm việc thì các bạn sẽ có được cái thu nhập từ cái việc online là 10 triệu. Để phát triển hệ thống lên đến 60.000 tư vấn viên độc lập và được tập đoàn Oriflame đánh giá là một trong ba nhà lãnh đạo có doanh số tăng trưởng nhanh nhất trên toàn cầu. Doanh nhân Nguyễn Hải chia sẻ, tính kỷ luật, thấu hiểu tâm lý khách hàng chính là yếu tố quyết định mang đến thành công cho những ai muốn khởi nghiệp. Là công ty mỹ phẩm với mô hình bán hàng trực tiếp tại hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới, tập đoàn Oriflame của Thụy Điển có kinh nghiệm hơn 50 năm, luôn tạo ra các sản phẩm cấp tiến, đáp ứng mọi nhu cầu và xu hướng tiêu dùng. We'll be right back.